bus. Sinh tố đây thật là ngon mắt lạnh. Đến xem nào. Bạn có muốn uống sinh tố sắc màu không? Có, cho tôi một cốc. Có rất nhiều loại sinh tố, đỏ xanh dương hay là vàng đây. Hãy mau chọn màu bạn thích. Tôi thích màu xanh. Xanh dương mình thật là thích. Chọn màu xanh thì Việt Quất. Xanh dương mình thật là thích. Sinh tố xanh dương vì Việt Quất sẽ có ngay. Sinh tố đỏ xanh dương hay là vàng đây, hãy mau chọn màu bạn thích. Không có màu da cam sao? Ta thích thì màu da cam, chọn màu vàng với màu đỏ nhé. Ta được màu da cam. Nào sẽ trở thành màu da cam. Sinh tố đây thật là ngon mát lạnh. Bip bip bip, hãy xem kìa. Sinh tố đây. Sinh tố đỏ xanh dương hay là vàng đây, hãy mau chọn màu bạn thích. Tôi thích màu cầu vồng. Tôi thích màu cầu vồng nhất, trộn hết tất cả màu sắc. Tôi thích màu cầu vồng nhất, tất cả mọi thứ. Sắc này lạ quá. Của bạn đây. Tớ là máy bán hàng diệu kỳ. Hãy tới đây và thử xem. Tớ sẽ làm cho các bạn hạnh phúc. Kem của tôi. Tôi không vui. Tôi thấy rất buồn. Tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow. Tớ thấy rất tuyệt. Cảm ơn máy bán hàng diệu kỳ. Tôi không vui. Tôi thấy khó chịu. Tâm trạng giờ tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow. Ta thấy rất tuyệt. Yeah. Cảm ơn mày bán hàng diệu kỳ. Cái gì đây? Tôi không vui. Tôi thấy khó chịu. Tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow. Thấy rất tuyệt. Cảm ơn bạn, máy bán hàng diệu kỳ. Ôi không, tôi thấy rất sợ. Tâm trạng tôi tệ quá đi. Mau
qua đây xem đi, bạn sẽ thấy bất ngờ. Mở ra xem ngay thôi. Wow, wow, wow. Tôi cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Các bạn cảm thấy hôm nay thế nào? Chào buổi sáng, Kiki. Chào buổi sáng. Hả? Cậu đang cầm gì vậy, Kiki? Đây là một cây táo. Cậu có muốn trồng nó với tớ không? Được chứ. Sau này chúng ta sẽ có thật nhiều trái táo ngon. Nhưng làm thế nào để trồng được bây giờ? Đừng lo, Kiki, Miu Miu, chúng tớ sẽ giúp bạn trồng cây táo này. Yeah! Lấy chiếc gầu trên máy xúc lớn, vung tay lên, ta xới đất. Chúng ta đặt cây xuống chiếc hố, cây lớn nhảy lên lên nào. Mà chúng ta có thể thu hoạch được nhiều táo ngon như vậy. Cảm ơn các bạn. Sư lửa kia đã được dập.
sẽ về sớm thôi. Con đừng mở cửa cho người lạ, nhớ nhá. Mẹ đừng lo lắng. Này hỡi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cốc 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 cốc, nào hãy cho ta vào. Này hỡi bé ngoan, mở cửa ra bé ơi. Cốc 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 cốc, nào hãy cho ta vào. Cửa ra bé ơi, cốc 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 cốc, nào hãy cho ta vào. Ta không thấy quen, chẳng biết ai, cho đến khi mẹ về thì ta vẫn sẽ đóng cửa. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đi. Đi, đi. Tiến lên. Ôi, đi đâu? Ôi. Ơ? Hả? Này các cậu, xe cảnh sát. Xe taxi, xe con. Hãy cùng đuổi xe nào. Tiến lên nào, đuổi xe đồ chơi rất vui. Vroom, 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 nhanh mình lao. Một cánh gió lên. Ở xa, bắt đầu. Ta cùng đua. Yeah. Xoay tròn lăn lăn đều. Vroom vroom vroom. Xe mình nhanh thật. Vroom vroom vroom. Xe mình đến đích nào. Nhanh thật nhanh. Rồi xe tăng tốc đã giành chiến thắng. Tiến lên nào, đua xe đồ chơi rất vui. Vroom vroom vroom. Thêm một quả bóng bay. Vroom vroom vroom. Ta đặt lên. Bác muốn một chút thịt. Bác muốn một chút thịt. Ăn một chút thịt nào. Kiki, Miu Miu, chúng ta ăn chút thịt nào. Nhưng còn những loại rau này thì sao ạ? Thịt và rau. À, chúng ta hãy làm hamburger. Ừ, ý kiến hay đấy. Ừ.
bánh mì, thịt, xà lách, bơ, cà chua, phô mai, sốt và tương cả. Làm hamburger bắt đầu. Tớ muốn làm bánh ngon hơn thì phải làm sao? Tớ biết, nếu cậu phết một ít bơ lên bánh mì thì sẽ còn ngon tuyệt hơn nữa. Hả? Hả? Đã đến lúc nướng bánh rồi. Trông thơm quá. Giờ làm một ít thịt chiên nhé. Được thôi. Vỗ nhẹ thịt xay nhiều lần. Nhìn tớ này. À ha. Ôi không. Vỗ nhẹ thôi. Vỗ nhẹ nó này. Chiên chúng trong chảo. Thịt chiên đã sẵn sàng. Xà lách, cà chua, thịt chiên, phô mai. Và sau đó thêm một chút nước sốt ngon và tương cá lên. Hamburger ngon tuyệt đã xong. Nó thật sự ngon. Một chiếc bánh đã biến mất. Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Đừng lo lắng. Chúng cháu sẽ giúp chú. Cảm ơn các cháu. Tạm biệt. Tạm biệt chú. Một chiếc xe tải khác. Ha, hãy đi theo chiếc xe tải đó về về nha. Phải đấy, đi thôi. Một hai, dừng. Một hai, diễu hành. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Các cậu coi chừng. Một chữ hamburger nói rằng: ôi trời ơi. Một chữ hamburger nói to: cứu tôi. Một chữ hamburger nói rằng: ôi tớ sợ quá. Một chữ hamburger nói to: chạy thôi. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Oh yeah. Hãy sang đường bằng lối đi cho người đi bộ. Một hai dừng. Một hai diễu hành. Một rồi hai ba bốn chiếc bánh hamburger. Một hai nào cùng nhau ta qua đường. Và rồi một bạn đứng lại và nói to: phía bên kia có gì? Các cậu coi chừng. Một chú hamburger nói rằng: ôi trời ơi. Một chú hamburger nói to: cứu tôi. Một chú hamburger nói rằng: tôi sợ quá. Một chú hamburger nói to: chạy thôi. Chúng đã ở đây rồi. Tôi tưởng đã mất chúng lần nữa chứ. Giờ chúng ta an toàn rồi. Hãy chụp một bức hình nào. Được thôi.
Tuyệt, hamburger đã xong. Đã xong. Chúng ta hãy đi một vòng thôi nào. Được thôi. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đang chạy, bánh lan tròn, bánh lan tròn. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đang chạy, chúng mình cùng đi. Kia đang đi. Lắc thêm nào. Mình dùng thêm cần gạt nước. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Mình dùng thêm cần gạt nước. Ha ha ha. Chúng mình cùng đi. Cần gạt nước trên xe. Squeeze, 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 squeeze. Cần gạt nước trên xe lau kính xe kia suốt cả đường đi. Vòng quay xoay nhanh nhanh, xe buýt đang chạy, có chướng ngại, có chướng ngại. Kìa chiếc xe đang đi qua. Lắc thêm nào.